Cô chào thầy Vinh, con xin được nhận xét bài tập ngày 9 tháng 9 của con nhé. Đầu tiên là bài thuyết trình và sử dụng mở câu This is my, these are my. Thì trong cái bài này thì hầu hết những từ mà con đưa ra thì con sử dụng một cái mẫu câu duy nhất là this is my. Và lưu ý rằng trong cái bài tập này cô Phượng cô đã nhắc rất rõ rồi. Những cái bộ phận nào nó chỉ có một thì chúng mình sử dụng this e my, đúng không? Còn mà những cái bộ phận nào mà gồm có hai cái trở lên ý, ví dụ như đôi bàn tay, đôi chân, hai cái lỗ mũi, hai cái tai, đó hai con mắt, thì đó là số nhiều thì chúng ta sử dụng cấu trúc these are my nhé. Và lưu ý cho cô và con sửa lại cho cô những phần đó nhé. Rồi trong cái chủ đề đọc chủ đề 15 và 16 thì ngày hôm nay đối với cô nhận thấy rằng số lời từ mà thầy Vinh đọc được trong hai cái chủ đề này đang còn rất là ít. Hầu hết các từ của con nó còn như là nó chưa đúng mà chưa ổn về cách đọc cũng như cách phát âm các từ ở trong các chủ đề, đặc biệt là cái chủ đề 16 nhá. Rồi chúng ta cùng quay vào sửa bài. Thì trong chủ đề 15 lưu ý cho cô một số từ như sau. Từ đầu tiên là từ đại dương, ocean. Tiếp đến là từ tuyết, snow. Snow. Tiếp đến là từ đất, con đọc còn thiếu mất âm ồ nhé, soil, soil. Tiếp đến là từ hoa, flower, flower. Ok, rồi tiếp đến một từ nữa là hồ, lake, a lake. Rồi từ tiếp theo sóng, wave, wave. Tiếp đến đồi, hill, hill. Nhiệt hay là sức nóng, heat, heat. Thiên nhiên, nature, nature. Rồi sang chủ đề 16, con nghe lại video mẫu thêm thật nhiều lần nữa để có thể nắm rõ cách đọc từ này, các từ trong chủ đề 16 này. Nào, sẽ cho cô từ đầu tiên, glass, glass, kim loại, metal, metal, nhựa, plastic, plastic, gỗ, wood, wood, không phải gu của tiếng Việt là w nhé, w, rồi đá, stone, stone, kim cương, diamond, diamond, đất sét, clay, clay, bụi, dust, dust, vàng, gold, gold, đồng, copper, copper, bạc, silver, silver, vật chất, vật liệu, material, material. Rồi xem lại cho cô thật kỹ cái chủ đề 16 và tập đọc lại thật nhiều. Lưu ý cho cô những từ cô vừa chỉ ra ở chủ đề 15 nhé thầy Vinh nhé.